Anh ơi. Giang ơi. Giang đây, Giang đây. Không biết có người quen của mình trong đây không? Không chứ. Có không? Có người quen của mình luôn á. Nghĩa là lúc chị phải hỏi người ta là ai, chị phải nhận ra chứ. Ồ vậy hả? Chẳng hạn nhá. Mới lần đầu tiên em chơi cái này luôn đấy. Em chưa biết cái này là cái Bigo này là như nào đâu. Em mình thật sự là chưa biết làm cái gì luôn. Anh quen nè em. Quen á? John Nguyễn à? Quen à? Quen là ông nào đấy? Em toàn like trên Facebook thôi. Nếu mà mọi người biết em thì sẽ biết là em thi thoảng hay like trên thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh thì con có quen bố nào thành phố Hồ Chí Minh đâu. Thôi, thế là nhầm người rồi. Vớ vớ bình bỉ. Nhầm rồi. Con ở Hải Phòng cơ. Nhưng ngày xưa con học ở trong cấp 3 ở trong Sài Gòn đấy, không biết là chị có quen không? Có khi nào lại vô tình gặp lại trên đường? Có thể em ở Hải Phòng City. Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Xong mấy bé xong chưa phải chuẩn bị đi thôi. Đợi cái mic. Còn đứa nào nữa? Đợi mic đâu? Hương xem. Em chém tiếp nào Hương. Tí nữa hả? À, tí nữa đến cho ăn lại tiếp tục like. Đúng không? Tí nữa ăn sẽ like tiếp. Xem anh nào, xem anh nào thích. Đó. Xem anh nào thích và có duyên mình sẽ làm quả mini game. Mini game. Mini game. Giang Thư Spa sẽ tài trợ cho bạn chợ nào được giải nhất. Chợ sắt hả em? Đúng rồi, gần chợ sắt. Gần chợ sắt ạ. À. Biết cả chợ sắt luôn. Có nhiều người cũng ở Hải Phòng mà. Nếu mà ở Hải Phòng thì sẽ biết chị. Nếu ở Hải Phòng sẽ biết Giang Thư Spa ngay. Nhiều người biết. Đi đâu vậy? Tối gặp nhau thì... À, hai ta. Xếp hình à? Xếp hình là như nào? Xếp hình là cái gì hả anh? Anh có thể giải thích rõ em xếp hình là cái gì không anh? Xếp hình là mua hình mà xếp. Ngon hả anh? Ngon ăn thử xem có ngon không anh? Nhìn vậy thôi. Ăn không ngon đâu. Chào em. Quân. Hello em. Xin chào em. Ôi lần đầu tiên em like trên cái Bigo đấy. Mà em thấy là cũng đông người xem nhỉ. Cái này chứng tỏ cộng đồng cũng lớn đúng không? Thực ra thì 17cm rút vào em là tê người. Này, đi mẹ lấy cái kim ra đây. Nhà này nhá, chuyên tiêm bô tóc 17x170cm nhá, cũng đến được hết luôn. Bạn ạ, à, bạn gì 17cm này? Tớ bảo này, nhà tớ nhá, chuyên chế tạo mỹ nhân và nam nhân. Cái loại 17cm của bạn không xi nhê gì. Thích 170cm cũng được. Nhà em là chuyên tiêm. Chuyên tiêm Botox filler các thể loại nhá. Đừng nói chuyện mẹ cm ở đây với em. Đi qua Hoài mà thấy nữ hả? Ơ nhà em toàn nữ thôi. Idol Bigo không nè. Cái gì đấy? Không. Em chả idol idol gì cả. Làm sao mà cứ nhiều người xem, nhiều người theo dõi em tí để sau này em có quảng cáo cái gì mọi nhiều người biết đến. Biết đâu là mọi người chia sẻ những clip của em lại có thể mang được nhiều những cái giá trị đến cho mọi người thì sao. Bên em thì chuyên về các dịch vụ thẩm mỹ, cũng như là bên em sẽ nhận tất cả những cái ca phẫu thuật lỗi, phẫu thuật hỏng ở các chỗ khác để chữa cho các bạn nhé. Bên em sẽ chuyên chữa cho các bạn mà bị phẫu thuật lỗi, phẫu thuật hỏng. Nếu mà anh chị em có biết người nhà hay người thân gì thì dẫn đến đây nhá, để em sẽ giúp đỡ mọi người. Thẩm mỹ nào, nam này, nam nữ, BD, lét lủng các thứ đấy nhà em giải quyết hết. Cứ có người, cứ có tiền mang đây em giải quyết hết. Chứ nam nữ gì mà chả phải thẩm mỹ, đúng không ạ? Lệch mũi chữa được nha anh. Lệch mũi hả? Lệch cái gì em chữa được? Trừ lệch túi. Thế mới hay. Trừ lệch túi là em chịu thôi. Còn lệch gì em chơi, chơi hết. Có thẩm mỹ. Cúc cu à? Cúc cu là gì hả bạn? Thẩm mỹ anh ạ? Cúc cu cu ấy. Cứ liên quan đến thẩm mỹ, tất cả các thể loại là vào đây là em giải quyết hết nhá. Và thông báo là nhà em là tàn não. Tàn não. Con chị. Con bị đánh. Ai đánh? Ai đánh?